Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Ozama Sliper 100 được trang bị bộ chuyển động Shimano Aceza, bánh 26 inch không nhôm, sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Vừa zin tất tần tật 100%, xe nguyên zin nguyên bản Ozama không nhôm. Chạy full bộ chuyển động Shimano Aceza, đấy là 9 tầng nít và 3 tầng đĩa, nó có 27 tốc độ khác nhau. Và tổng thể ngoại hình của chiếc xe thì do là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là xuống khung nó sẽ xuất hiện những cái vết xước răm hay là những vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Và về bộ chuyển động khi mà các thứ đi thì rất là mượt, còn rất là sướng. Còn ghi đông của chiếc xe là trong bộ tay bấm Aceza, Shimano Aceza, bộ phanh dầu Techo 26 inch. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm chủ. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, và khóa yên đến tâm cổ phốt là 53 cm. Đấy, xe phòng các bác đi từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Chuyển động 9 tầng lít, 3 tầng đĩa, xe 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động như các bác thấy trên hình này, rất là mượt mà. Chiếc xe đang có giá bán Việt Nam rất hợp lý, chỉ có là 5.900.000 bao ship toàn quốc, cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và bấm trả lời nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.